Mẹ Lương Bằng Quang lần đầu khen con dâu Ngân 98 khiến ai cũng choáng. Ngân 98 và ca sĩ Lương Bằng Quang từng là một trong những cặp đôi gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu như cư dân mạng đều dành cho cặp đôi này những từ ngữ ném đá để dè biểu cuộc tình lệch tuổi tác. Bản thân Ngân 98 và Lương Bằng Quang chưa bao giờ lên tiếng về những chỉ trích mà cư dân mạng dành cho mình. Lương Bằng Quang cũng từng thừa nhận rằng khi quen Ngân 98, anh bị gia đình chửi rất nhiều. Nhưng ở hiện tại họ đã hiểu hơn về con người của Ngân 98 và dần đồng ý cho cả hai qua lại. Mới đây trong buổi trò chuyện, mẹ Lương Bằng Quang đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn về cô bạn gái Ngân 98 của cậu con trai cưng. Lúc đầu bác chưa biết Ngân, chỉ biết qua mạng nên cũng có cấm cản Quang. Nhưng đến thời điểm hiện tại sau khi quen Quang thì bé Ngân ăn mặc kín đáo hơn mỗi khi đi ăn với gia đình. Bé Ngân cũng biết tự kiếm tiền bằng cách bán hàng online, chịu đi học nữa. Ngân rất là ngoan và lễ phép với mẹ. Đồng thời khi được hỏi về việc đã sẵn sàng hỏi cưới Ngân 98 cho con trai chưa, mẹ Lương Bằng Quang lại cho biết cô tôn trọng quyết định của con trai và không can thiệp vào vấn đề này. Có lẽ qua những lời chia sẻ của mẹ Lương Bằng Quang, nhiều người đã có cái nhìn thiện cảm hơn dành cho cô gái tài tiếng Ngân 98. Hy vọng rằng cả Ngân 98 và Lương Bằng Quang sẽ có một cái kết vẹn toàn cho cuộc tình của cả hai.